Tiên Vương tái xuất, Lạc Tú. Chương 456, để bọn họ chờ. Trong chiếc hộp cổ xưa, một loại quả hơi trong suốt nằm lặng lẽ trong hộp. Lạc Tú kinh hoàng vì đó không phải là hạt mà là quả. Năng lượng màu xanh nhạt lặng lẽ chảy trên quả, trông cực kỳ đẹp mắt, giống như một hành tinh thu nhỏ. Đây là hoa quả của dị nhân, Vinh Tại húc giải thích. Trước đây, loại trái cây này cực kỳ hiếm thấy chỉ có thể xuất hiện ở một số nơi đặc biệt. Ví dụ, trái cây của nhà họ Vinh chúng tôi có nguồn gốc thế này, cái giếng khô kia là của một trong sáu đại yêu quái trong truyền thuyết sau khi chết hóa thành, yêu lực trong đó từ từ ngưng tụ thành dị quả. Nói đến đây, Vinh Tại Húc không khỏi thở dài. Hiện tại, chỉ cần hoàn thành một nhiệm vụ nào đó trong trò chơi kinh dị là có thể có được. Điều này rõ ràng tương đương với việc chơi kinh dị có thể tự tạo ra dị nhân. Nhưng Lạc Tú không quan tâm đến những thứ này, mà là có hứng thú với loại trái cây này. Trên thực tế, trong tiên giới, nếu có thể lấy được kinh thế thần trùng gieo vào trong cơ thể, có thể nhanh chóng đề cao thực lực, thậm chí đạt được một ít năng lực tương ứng. Dù sao rất nhiều kinh thế thần trùng đều là tinh túy của một số cường giả vô địch sau khi chết hóa thành. Trên thực tế, trong tiên giới cũng có trái cây, tuy không nhiều lắm, nhưng tuyệt đối không giống với trái cây ở Trần Gian. Loại quả ở trái đất này có một loại dao động năng lượng mạnh và yếu nó không ổn định. Và có vẻ như loại quả này thực chất là phế phẩm. Nhưng Lạc Tú muốn nghiên cứu nó một cách cẩn thận. Vinh Tại Húc thì đã trực tiếp về nhà họ Vinh. Bây giờ Lạc Tú đã ở đây, anh ta sẽ tìm cách trói chặt Lạc Tú vào nhà họ Vinh. Cách tốt nhất là để chuyện gì đó xảy ra giữa con gái nhà họ Vinh và Lạc Tú. Nếu như cô con gái nhà họ Vinh này có thể có chút tình cảm với Lạc Tú, như vậy Lạc Tú nhất định sẽ dốc sức giúp đỡ nhà họ Vinh. Những thứ đã lấy ra trước đó chỉ là một món quà gặp mặt thôi. Sau khi Vinh Tại Húc rời đi, Lạc Tú dùng ngón tay lấy trái cây ra và nhìn nó một cách cẩn thận. Sau khi Vinh Tại Húc rời đi, Lạc Tú dùng ngón tay lấy trái cây ra và nhìn nó một cách cẩn thận. Đây là vật thuộc về địa cầu, kỳ thật ở tiên giới, anh đã từng nghe qua một số lời đồn đại về địa cầu. Ngay cả trong số 10 vạn đại giới, trái đất cũng rất nổi tiếng. Điều này chắc chắn không phù hợp với thực tế dù sao trong 10 vạn giới, có đại giới nào không tốt hơn trái đất chứ? Nhưng trái đất lại rất nổi tiếng. Không có nguyên nhân nào khác, chỉ là vì trái đất có một cái tên đã từng thuộc về nó. Táng tiên tinh Audio điện tử võ tấn bền Đó là cái tên trước đây của trái đất. Đây là cái tên đã từng làm chấn động 10 vạn đại giới. Vì vậy, Lạc Tú đoán rằng bí mật của trái đất không đơn giản như vậy nhìn trái cây này lạc tú trực tiếp nuốt luôn dù sao dị năng đối với anh mà nói có lẽ là một con đường trải nghiệm khác đương nhiên anh chỉ là muốn nghiên cứu tìm kiếm một cơ hội mới mà thôi dù sao ở cấp độ và giai đoạn của anh đã đến lúc đổi mới và bắt đầu tạo ra một số công pháp vô song bất khả chiến bại lạc tú khoanh chân ngồi xuống sau đó nuốt trái cây kỳ lạ vào bụng để chuẩn bị luyện hóa nhưng vừa mới nuốt vào điều khiến Lạc Tú ngạc nhiên là Thái Hoàng Kinh và Tu Vi của anh sản sinh ra một lực lượng bài xích cực kỳ mạnh mẽ, muốn phá hủy dị quả này. Lạc Tú ngay lập tức sừng sốt, đây là lần đầu tiên Tu Vi trong cơ thể anh có một loại cảm giác không thể kiểm soát được, hơn nữa ly hỏa chi tinh bị anh luyện hóa cũng nóng lòng muốn thử. Điều này khiến Lạc Tú đột nhiên cau mày, làm sao công pháp của tiên giới lại có thể bài xích một thứ trên trái đất chứ? Tại sao những hạt giống trước đó không bị bài xích? Nhưng may mắn thay, lần này lạc tú dường như đã quyết tâm nghiên cứu loại dị quả và dị năng này vì vậy cuối cùng lạc tú trực tiếp hạn chế tu vi mình đột nhiên một cảm giác vô lực ập đến lạc tú giống như trong nháy mắt liền trở lại thành một người bình thường nhưng không có thái hoàng kinh và tu vi trong cơ thể can thiệp dị quả bắt đầu hòa tan trong cơ thể lạc tú đột nhiên một sức mạnh mới từ từ xuất hiện trong cơ thể lạc tú sức mạnh dị năng nhưng không có thái hoàng kinh và tu vi trong cơ thể can thiệp dị quả bắt đầu hòa tan trong cơ thể lạc tú đột nhiên một sức mạnh mới từ từ xuất hiện trong cơ thể lạc tú sức mạnh dị năng lực lượng này rất giống với lực lượng của người tu pháp nhưng lại hoàn toàn khác biệt lạc tú cẩn thận cảm nhận cỗ lực lượng này cuối cùng một nụ cười chế nhạo lướt qua khóe miệng của anh anh phong bế tu vi của mình hiện giờ anh cũng đã trở thành một dị nhân nhưng dị quả còn chưa hoàn toàn hòa tan, ngoại trừ chính anh có thể cảm nhận được loại lực lượng này, những người khác nhất định không biết được, thoạt nhìn sẽ phát hiện Lạc Tú chỉ là một người bình thường. Trời vừa hửng sáng, trước khi Vinh Tài hút rời đi, anh ta đã chuẩn bị cho Lạc Tú ba hộp lớn tiền uôn và hai thẻ ngân hàng, số tiền này có thể lên tới mấy ngàn vạn. Vì vậy, Lạc Tú không cần phải yêu cầu Trương Đại Sư đổi tiền uôn Triều Tiên cho anh nữa. Sau khi bắt taxi, Lạc Tú chuẩn bị đến trường đại học ở Phủ Sơn. Anh vừa lên xe, Tô Bửu Điền lại gọi đến. "Cậu Lạc, rốt cuộc bên núi Thanh Thành cậu muốn xử lý thế nào?" Tô Bửu Điền đã thức cả đêm để lo lắng về vấn đề này, bởi vì núi Thanh Thành tuyên bố bọn họ muốn làm khó Lạc Tú, hơn nữa còn cho rằng Lạc Tú nhất định sẽ đi. Vì vậy, đấu trường đã gióng trống khua chiêng thiết lập xong hết rồi. Nghe nói từ đêm qua, núi Thanh Thành đã chật kín người, cơ hồ không có chỗ đặt chân dù sao danh tiếng của lạc tú quá lớn là thời điểm mà ánh đèn sân khấu đang ở đỉnh cao hiện tại cả nước đều biết anh đã chém giết hai vị võ thánh ôi cậu không biết đâu hiện tại có rất nhiều cuộc thảo luận sôi nổi trong nước thậm chí còn có nhiều sự cố nhảy lầu tô bửu điền thở dài nhảy lầu nhảy lầu thì liên quan gì đến tôi lạc tú rất kinh ngạc còn không phải những người biết chắc cậu sẽ thua à những người đặt cược tất cả tài sản của mình vào đó ai ngờ lại có kết quả như vậy Tô Bửu Điền lắc đầu thở dài ở đầu bên kia điện thoại. Thế mà lại có người cho rằng tôi sẽ thua sao? Lạc Tú kinh ngạc hỏi. Tô Bửu Điền suýt nữa đập vỡ điện thoại của mình. Cái gì mà thế mà lại có người cho rằng tôi sẽ thua sao? Kể từ khi biết rằng anh sẽ chiến đấu với một võ thánh như Chu Càn Khôn, hầu như không ai có thể nghĩ rằng anh sẽ thắng đúng không? Nhưng sự thật chứng minh cả nước đã nhầm. Nhưng chắc chắn, bất kể như thế nào, danh tiếng của lạc tú đã hoàn toàn truyền khắp cả nước bây giờ gần như có thể nói rằng cả nước đều đang kinh hãi lúc này nếu có người muốn khiêu chiến lạc tú bất kể thế nào lạc tú cũng phải ra tay cho nên bên núi thanh thành đã xác định lạc tú nhất định sẽ đến người khắp cả nước cho rằng tôi nhất định sẽ đi sao lạc tú cười hỏi cậu lạc cậu có ý gì tô bửu điền đột nhiên sợ hãi không phải ông đang nghĩ cách giải quyết sao để bọn họ chờ ở đó, nói cho bọn họ biết, một giờ nữa tôi sẽ tới. chương 457, phát sóng trực tiếp. Cậu Lạc, cậu thật sự muốn đi sao? Tô Bửu Điền kinh ngạc hỏi. Truyền tin cho tôi đi, Lạc Tú nói trong điện thoại. Cậu Lạc, cậu phải biết chuyện hôm nay tôi gánh không nổi đâu, bên kia đã có đài truyền hình xuống, hiện tại đang phát sóng trực tiếp đấy. Tô Bửu Điền nghiêm túc nói. Truyền tin cho tôi đi, Lạc Tú cúp điện thoại. Tô Bửu Điền do dự một chút, sau đó nghĩ lại, chuyện đã đến nước này, không đi thì còn có thể làm sao bây giờ. Mà với tính tình của Lạc Tú, anh nhất định sẽ đi. Vì vậy, Tô Bửu Điền đã gọi điện và cử người gửi tin đến núi Thanh Thành. Giờ phút này trên núi Thanh Thành đã đông nghẹt người, dưới chân núi đều có người, may mà Tô Bửu Điền đã sắp xếp người đến nơi này. Tất cả mọi người đều mong chờ Lạc Tú đến. Các ông lớn từ mọi tầng lớp Cao thủ từ mọi tầng lớp trên thế giới, thậm chí còn có một số cao thủ từ giới tu pháp vào giờ phút này đều tụ tập tại núi Thanh Thành, chờ đợi trận chiến đang thu hút sự chú ý của cả nước này. Trên một tảng đá trên đỉnh núi Thanh Thành, lúc này đã có một người đàn ông đang đứng trên đó. Người đàn ông chắp tay sau lưng, như muốn đè ép núi sông, cảm giác như thế giới sẽ dung chuyển theo mỗi chuyển động của anh ta. Ngay cả khi nhiều người ở cách đó một khoảng xa, họ có thể cảm nhận được cảm giác hãi hùng khiếp phía từ người đó. Người này không phải ai khác mà chính là Thanh Mang, người nắm giữ cánh tay vảy rồng. Lúc này trên mặt Thanh Mang lộ ra một tia cười khẩy, chỉ cần hôm nay lạc vô cực tới, như vậy anh ta có thể hạ gục lạc vô cực trong một lần, thay thế lạc vô cực trở thành đệ nhất thế hệ trẻ ở Hoa Hạ. Tương lai, trong nước không còn lạc vô cực, chỉ có Thanh Mang. Hơn nữa anh ta rất tự tin, anh ta đã khiêu khích nhiều như vậy, nhất định lạc vô cực sẽ không chịu được, anh nhất định sẽ tới. Tin tức mới nhất, một giờ nữa lạc vô cực sẽ tới. Có người phát ra tin tức, nhất thời rất nhiều người hiện ra thần sắc kinh ngạc, đối phương đã lên đường rồi sao? Có người phát ra tin tức, nhất thời rất nhiều người hiện ra thần sắc kinh ngạc, đối phương đã lên đường rồi sao? Quả nhiên, lạc vô cực cuối cùng cũng tới. Đôi mắt của Thanh Mang ngay lập tức thể hiện sát khí và sự chờ đợi mạnh mẽ. Một lão đạo sĩ ở phía sau nghe vậy, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh. Được rồi, đệ tử tốt của thầy, yên tâm đi, thầy đã vận dùng quan hệ với giới tu pháp rồi, hiện tại tất cả các đài truyền hình lớn đều ở đây, trận chiến hôm nay sẽ phát sóng trực tiếp trước mặt người dân cả nước. Trong trận chiến ở đảo Tần Hoàng, Chu Càn Khôn cũng có ý tưởng chặt đầu lạc tú để trở nên nổi tiếng khắp thế giới, nhưng tiếc là anh ta không có năng lực đó, anh ta đã bí mật tìm các phóng viên và đài truyền hình đến, nhưng đã bị ngăn chặn lại. Nhưng dù sao truyền thừa của núi Thanh Thành cũng thuộc về giới tu pháp, thế lực và quan hệ không phải là thứ mà người bình thường có thể lay truyền. Ngay cả khi Tô Bửu Điền muốn chặn tin tức thì cũng không thể. Vì vậy, trận chiến hôm nay thực sự sẽ được truyền hình trực tiếp trước người dân cả nước. Chỉ cần đồ đệ của mình giết lạc tú trước mặt cả nước, như vậy truyền thừa núi Thanh Thành nhất định sẽ vang danh thiên hạ. Nghĩ đến đây, lão đạo sĩ không khỏi càng thêm hưng phấn và tin tức mới nhất vừa rồi cũng đã được truyền hình trực tiếp. Cả nước lập tức sôi trào, không ít người lộ ra vẻ phấn khích, đứng trước TV còn hưng phấn hơn cả xem World Cup. Ngay cả màn hình quảng cáo trong một số trung tâm mua sắm cũng đang chuyển sang hiện trường ở núi Thanh Thành, rất nhiều người đều háo hức chờ đợi, hy vọng lạc vô cực sẽ nhanh chóng đến. Lần này nhân dân cả nước đều học khôn, ai thắng ai thua cũng chưa biết, nhưng họ càng có hứng thú với trận chiến này. Xét cho cùng, đây là trận chiến giữa các người tu pháp đương đại, có thể thấy những pháp thuật huyền thoại và những trận chiến kinh thiên động địa. Tô Bửu Điền nhìn chằm chằm vào tivi với vẻ mặt nghiêm túc, cũng đang xem hiện trường ở núi Thanh Thành. Lần này, tin tức thực sự không thể bị chặn được nữa, chỉ có thể được phơi bày trước mặt người dân cả nước. Hy vọng cuộc chiến sẽ không quá kinh thiên động địa, nếu không sẽ dễ dàng gây ra hoảng loạn. Mà Lạc Tú vừa mới cúp điện thoại, nhưng không phải bảo tài xế taxi đến sân bay, mà lại bảo tài xế đến trường đại học ở phủ sơn. Đại học phủ sơn này là một nơi hỗn tạp rồng rắn, có sinh viên quốc tế đến từ khắp nơi trên thế giới, thậm chí còn có một sĩ nhân ẩn nấp bên trong. Đại học phủ sơn này là một nơi hỗn tạp rồng rắn, có sinh viên quốc tế đến từ khắp nơi trên thế giới, thậm chí còn có một sĩ nhân ẩn nấp bên trong. Tất cả các con nhà giàu thế hệ thứ hai, thế hệ thứ hai chính thức, sĩ nhân và một số con nhà giàu từ nước ngoài đều có mặt ở đây. Hơn nữa, trường đại học này bao gồm nhiều chuyên ngành khác nhau, thậm chí bao gồm cả các chuyên ngành như ngôi sao thần tượng. Nhưng đây chỉ là bề ngoài, trên thực tế, trường đại học này đang nghiên cứu phát triển tiềm năng con người và các thí nghiệm sinh hóa. Đây cũng là mục đích giáo sư An được tuyên chuyển đến nơi này, nhờ giáo sư An giúp bọn họ nghiên cứu một số vấn đề khó của dự án này. Giáo sư Ân thỉnh thoảng có khóa học nước ngoài, nhưng rất ít, một tháng chỉ có một lớp, hơn nữa người bình thường cũng không thể đến lớp thậm chí lúc lên lớp cũng có rất nhiều cao thủ bảo vệ. Đây là thông tin mà Lạc Tú nhận được từ Tô Bửu Điền. Rất nhanh xe đã đến cổng trường đại học, Lạc Tú vừa xuống xe đã thấy Dư Mộng Đình ở cổng. Dư Mộng Đình thực sự hối hận về những gì đã xảy ra tối qua, dù sao thì Lạc Tú cũng ở cùng một quốc gia với cô ta, những người lớn tuổi trong gia đình cũng dặn dò cô ta chăm sóc Lạc Tú khi ở đây. Cuối cùng, tối hôm qua cô ta vẫn bỏ rơi Lạc Tú, vì vậy cô ta đã đợi ở đây từ sáng sớm, trên tay cầm bữa sáng cho hai người. Lối này, nhìn thấy Lạc Tú, Dư Mộng Đình hô to một tiếng, vẫy tay về phía hướng Lạc Tú. Lạc Tú cũng không vì chuyện tối hôm qua mà so đo với Dư Mộng Đình, nhìn thấy Dư Mộng Đình vẫy tay với mình, anh cũng đi tới. Đây, Dư Mộng Đình đưa bữa sáng trong tay cho anh, ý là muốn xin lỗi Lạc Tú. Cảm ơn, nhưng tôi không đói lắm, Lạc Tú mỉm cười từ chối nguyên nhân chủ yếu là lạc tú vẫn đang thích ứng với dị quả và dị năng trong cơ thể mình vì vậy anh thực sự không muốn ăn nhưng sắc mặt dư mộng đình lại hơi lạnh xuống dù sao cô ta cũng là một hoa khôi chủ động mua bữa sáng cho lạc tú là tốt lắm rồi thế mà lại bị từ chối ngay trước mặt mọi người cô ta lập tức cảm thấy hơi khó chịu chịu đựng sự tức giận của mình thái độ của dư mộng đình rõ ràng đã dịu xuống và tất nhiên lời xin lỗi của cô ta về việc để lạc tú ở đó đêm qua đã biến mất ngay lập tức đi thôi, tôi đưa anh đi làm thủ tục nhập học. Sư Mộng Đình dẫn Lạc Tú Xuyên đi qua những hàng cây lớn màu trắng bạc, dẫm lên tuyết dày, sau đó chạy đến ba nơi, cuối cùng hoàn thành thủ tục nhập học. Tôi đến chỗ anh ở không tiện, anh có thể tự mình đến đó. Sư Mộng Đình vẫn còn tức giận vì Lạc Tú từ chối bữa sáng mà cô ta đưa cho. Tôi đi lên lớp trước, Lạc Tú nhìn chung quanh, anh muốn đi cứu giáo sư An, đây mới là mục đích của anh, cho nên anh muốn đến lớp hóa sinh xem thử. Đợi đã, thấy Lạc Tú vừa nói xong liền rời đi, Dư Mộng Đình ở phía sau ngăn cản Lạc Tú. "Làm sao vậy?" Lạc Tú quay đầu, nghi hoặc nhìn Dư Mộng Đình. "Tôi nghĩ tốt nhất nên nói cho anh biết." Dư Mộng Đình thở dài. "Cái gì? Đường Hạo không phải người anh có thể đắc tội đâu, nếu anh thật sự muốn ở đây, tốt nhất nên đi xin lỗi anh ấy đi." Chương 458: Bị kẹt máy bay. "Xin lỗi cậu ta?" Lạc Tú nhướng mày. "Đúng vậy." nếu như anh thật sự muốn quanh quẩn ở chỗ này đây là lối thoát duy nhất của anh dư mộng đình nói cô ta cũng chỉ vì muốn tốt cho lạc tú thôi ha ha cô tên là dư mộng đình đúng không lạc tú hỏi ngược lại làm sao vậy thấy thái độ lạnh nhạt của lạc tú dư mộng đình đột nhiên có chút không vui vậy cô nghe cho kỹ cả đời tôi chưa từng bị người ta uy hiếp đường hạo kia ở trong mắt tôi còn không bằng hạt bụi trên mặt đất lạc tú bỏ lại những lời này trực tiếp xài bước rời đi. Sư Mộng Đình nhìn bóng lưng của Lạc Tú, tức giận nghiến răng nghiến lợi. Anh phải suy nghĩ rõ ràng, nơi này là ngoại quốc, ngoại trừ hai chúng tôi thích sẽ không có ai giúp anh đâu. Nhưng Lạc Tú đã rời đi, và Dư Mộng Đình đã bị phớt lờ. Dư Mộng Đình căm hận nhìn bóng lưng rời đi của Lạc Tú, sau đó lại cười khẩy một tiếng. Khẩu khí lớn thật đấy. Đúng là không biết điều, anh có biết Đường Hạo có quan hệ với Liên Minh Phi Sa ở Phủ Sơn không? Anh có biết rằng Đường Hạo còn là dị nhân cấp một không? Ở đây, nếu người ta muốn động vào anh, anh hoàn toàn không có cơ hội đấu lại người ta đâu. Anh tưởng rằng đây là trong nước à? Nếu có chuyện gì thì cảnh sát sẽ thay anh giải quyết sao? Thật lố bịch. Nghĩ đến đây, Dư Mộng Đình nhất thời cảm thấy dễ chịu hơn. Cô ta vốn là muốn làm theo lời dặn dò của gia tộc, đừng nói là hợp tác với lạc tú nhưng ít nhất cũng nên quan tâm Lạc Tú một chút. Nhưng bây giờ Lạc Tú không chỉ đắc tội Đường Hạo mà còn đắc tội cô ta. Vậy thì để Lạc Tú nhìn cho kỹ, anh có thể ở lại đây hay không. Theo bản đồ trong tay, Lạc Tú đến một giảng đường. Lớp học trong phòng học này là lớp hóa sinh. Lúc này trong khán phòng đã chật kín người, Lạc Tú liền tìm một góc ngồi xuống. Lúc này trong khán phòng đã chật kín người, Lạc Tú liền tìm một góc ngồi xuống điều khiến lạc tú ngạc nhiên là mặc dù đây là trường đại học nhưng những người trong phòng học này đều ngồi ngay thẳng không hề thoải mái như trong trường đại học không lâu sau một giáo sư già mặc vest và đeo kính bước đến vị giáo sư già tỉ mỉ vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc vừa nhìn là biết là một cổ giả vừa vào là đã bắt đầu giảng bài loay hoay với mấy thứ cây cối vật dụng trong chai lọ lạc tú cũng không lắng nghe cẩn thận những gì ông ta đang nói dù sao nó cũng không liên quan gì đến anh cả lúc này điện thoại của lạc tú đột nhiên vang lên may mắn là tốc độ của lạc tú đủ nhanh trực tiếp cúp điện thoại cũng không ảnh hưởng đến việc giảng dạy của giáo sư nhưng giáo sư vẫn dùng vẻ mặt bất mãn liếc nhìn lạc tú lạc tú lấy điện thoại di động ra và thấy là tô bửu điền gọi đến lạc tú chỉ đơn giản gửi một tin nhắn làm sao vậy ngay sau đó tô bửu điền đã trả lời tin nhắn cậu lạc đã một tiếng rồi cậu đang ở đâu? Bây giờ, mọi người trên khắp đất nước đều đang chờ đợi đấy. Tô Bửu Điền lo lắng vừa xem chương trình phát sóng trực tiếp trên TV vừa gõ phím. Thế mà một giờ đã trôi qua, nhưng vẫn không thấy một nửa cái bóng của Lạc Tú trên núi Thanh Thành. Nói với bọn họ kẹt máy bay, đợi thêm một giờ. Lạc Tú trả lời. Khi Tô Bửu Điền nhìn thấy tin nhắn này, ông ta đã tức giận đến mức suýt đập nát điện thoại của mình. Kẹt xe, kẹt tàu, chứ ai nói kẹt máy bay chứ nhưng cuối cùng tô bửu điền vẫn gọi điện thoại và nhờ người đến núi thanh thành để giải thích cuộc quyết đấu này đã được quyết định tại sao lạ không có không khí quyết đấu nào cả thế lại còn đến muộn nhưng tô bửu điền tin rằng lạc tú nhất định sẽ đi dù sao lạc tú cũng đã buông lời người dân cả nước đều biết anh đã nói chẳng lẽ lạc tú còn dám để người dân cả nước leo cây sao bên núi thanh thành thanh mang vẫn đứng ở tư thế lạnh lùng kia hơn một giờ thế mà lạc vô cực vẫn chưa tới sư phụ đừng nói anh ta sợ không dám tới chứ thanh mang hỏi sư phụ đừng nói anh ta sợ không dám tới chứ thanh mang hỏi không đâu con yên tâm đi ông lão rất tự tin chuyện này được phát sóng trực tiếp trước mặt người dân cả nước nếu cậu ta đã phát đi thông báo sẽ tới cậu ta dám không tới sao chẳng lẽ cậu ta không sợ cả nước lên án sao Huống chi, lạc vô cực thì sao lại không có dũng khí chứ? Lão đạo sĩ nói chắc nịch. Tin mới nhất, chuyến bay của anh lạc bị hoãn, chúng ta phải chờ một tiếng. Có người đưa tin tới. Đương nhiên, anh ta cũng không trực tiếp nói nguyên lời của lạc tú, dù sao không phải người nào cũng dám nói kẹt máy bay. Lời này vừa nói ra, lão đạo sĩ liền cười khẩy một tiếng, sau đó ra hiệu thanh mang tiếp tục chờ đợi. Mà mọi người trước tivi vẫn ăn uống hút thuốc, giống như chờ uôn cắp, nghỉ giữa chừng rồi lại bắt đầu chờ dù sao danh tiếng của lạc vô cực cũng còn đó anh nói đến thì nhất định sẽ đến và ngay khi lạc tú gửi tin nhắn xong anh nghe thấy một tiếng gầm ra ngoài cút khỏi đây cho tôi khi lạc tú nghe thấy điều đó anh còn tưởng rằng mình bị đuổi nhưng khi lạc tú đảo mắt qua lại phát hiện vị giáo sư giả đang mắng một cô gái mặc đồ trắng cô gái lúc này sợ hãi đến phát khóc nước mắt lưng tròng liên tục xin lỗi không ngừng Lần đầu tiên đến lớp của tôi, giáo sư Park đẩy kính, cười lạnh và chỉ vào cô gái. 70-80 người xung quanh giống như đang chờ xem một trò đùa. Bởi vì giáo sư Park là một giáo sư hóa sinh nổi tiếng không chỉ ở Triều Tiên mà còn trên toàn thế giới. Ông ta là một trong những nhân vật hàng đầu trong lĩnh vực sinh học và hóa học trong những năm gần đây. Nhưng cũng chính vì vậy mà lão giáo sư cực kỳ nghiêm khắc và kiêu ngạo ai cũng phải cư xử có quy củ trong lớp học của ông ta. Xin lỗi giáo sư Park, nhưng em thực sự không hiểu những gì thầy vừa nói, cho nên mới đặt câu hỏi, không phải đang chất vấn thầy." Cô gái cúi đầu. Cô ấy chỉ hỏi một câu, nhưng có vẻ như giáo sư Park không thể trả lời câu hỏi đó. Vị giáo sư già uy quyền lập tức khó chịu, rồi chửi bới. "Những gì tôi đang nói là uy tín nhất hiện nay, đó là thứ mà cô thậm chí không thể học được trong sách giáo khoa." sao cô dám chất vấn tôi thật xin lỗi giáo sư park em thật sự không có chất vấn thầy đâu cô gái không ngừng xin lỗi cút đi sau này đừng đến lớp của tôi môn học này cô sẽ không được điểm giáo sư park lại mắng to những lời này vừa nói ra khuôn mặt cô gái tái nhợt vì sợ hãi cô ấy đi du học điều kiện gia đình không tốt lắm hơn nữa đây là môn học trong chuyên ngành của cô ấy nếu không lấy được tín chỉ sẽ có thể ảnh hưởng đến tương lai của cô ấy Tôi bảo cô cút ra ngoài, cô không nghe sao? Giáo sư Park lại chửi. Tôi nói này, không phải ông hơi quá đáng rồi sao? Lạc Tú đột nhiên đứng lên, lạnh lùng nói. Chương 459, chất vấn. Ngay khi Lạc Tú đứng dậy và thốt ra những lời này, những người trong giảng đường đã đổ dồn ánh mắt kinh ngạc về phía anh. Phải biết rằng, đây là giáo sư Park nổi tiếng và trường đã chi rất nhiều tiền để mời ông ta đến đây. Cho nên đừng nói là sinh viên ngay cả hiệu trưởng nhìn thấy cũng phải cung kính có thể nói nếu chọc giận ông ta đừng nói là một môn này mà tất cả các môn cũng sẽ không lấy được tín chỉ gương mặt xa lạ này sao dám đứng ra đối đầu với giáo sư park chứ giáo sư park cũng sửng sốt ông ta là một chuyên gia hóa sinh nổi tiếng quốc tế một trong những luận văn của ông ta đã từng gây chấn động trong lĩnh vực của họ địa vị của ông ta khá cao nhưng nhìn lạc tú đứng lên lửa giận của giáo sư park càng thêm mãnh liệt hôm nay lại có người tiếp tục khiêu khích tôn nghiêm của ông ta tôi quá đáng sao giáo sư park chừng mắt nhìn lạc tú với đôi mắt xám sáng ngời qua cặp kính dày cộp là sinh viên cô ấy không có quyền đặt câu hỏi sao đây là quyền cơ bản nhất của sinh viên nếu như ngay cả quyền đặt câu hỏi quyền giải thích cũng không có vậy thì ở nhà xem video chứ đi học làm gì lạc tú tức giận nói ông không quá đáng chẳng lẽ là người khác dù sao anh cũng từng là giáo viên Lão giáo sư này rõ ràng là đang thẹn quá hóa giận, dùng quyền áp bức người khác, làm sao Lạc Tú có thể không quan tâm được. Lời nói của Lạc Tú rõ ràng khiến giáo sư Park cảm thấy khó chịu, quả thực, ngay cả quyền đặt câu hỏi cũng không có, chỉ bằng ở nhà xem video ở nhà và tự học. Hoặc là mắng chửi sinh viên trước mặt bao nhiêu người, nếu chuyện này truyền ra ngoài, sau này làm sao ông ta có thể lên lớp được. Ông ta cay đắng nhìn Lạc Tú, sau đó lại đưa mắt nhìn về phía cô gái cô ta có phải đang đặt câu hỏi đâu chứ giáo sư park đập bàn hét lên rõ ràng cô ta đang chất vấn chú ý thái độ của ông là một người đàn ông mà đi mắng chửi nạt nộ con gái nhà người ta à lạc tú mỉa mai cô gái đứng bên cạnh rụt cổ lại sau đó lấy hết can đảm nói giáo sư park em thật sự không chất vấn chỉ đặt câu hỏi thôi cô còn dám ngụy biện nói lại đi cô hỏi gì giáo sư park lại đập bàn hét lên Gân xanh trên cổ nổi lên, như muốn ăn thịt người, cô gái sợ hãi rụt người lại. Giáo sư bác, em vừa hỏi, sinh vật có thể phát triển theo chiều nghịch sao? Cô gái hòa khóc, hiển nhiên là rất bất ức. Lạc tú đi tới, đưa ra một gói khăn giấy và nhìn giáo sư bác đó. Câu hỏi này có gì sai sao? Có gì sai sao ư? Giáo sư bác lặp lại. Xem ra cậu cố tình tới bới lá tìm sâu, bác giáo sư cười lạnh một tiếng sau đó chỉ vào trên bảng đen dày đặc chữ mà nói. Nhìn vào lý thuyết của tôi đi. Lý thuyết của ông, Lạc Tú cảm thấy có chút buồn cười. Lý thuyết của ông là gì? Lời của ông là thiên luật sao? Là chân lý sao? Lạc Tú nói. Người ta chỉ đưa ra một câu hỏi bình thường, trong miệng của ông liền trở thành chất vấn, tôi đề nghị ông nên đi gặp bác sĩ tâm lý đi. Mấy loại ỉ mình có chút quyền là lên giọng, đương nhiên Lạc Tú cũng không thèm ăn nói nhẹ nhàng nhưng lời này vừa nói ra toàn bộ phòng học liền náo loạn dù sao vị giáo sư này nổi tiếng kiêu ngạo nếu cô gái nhỏ thực sự đặt câu hỏi bình thường thì những gì lạc tú nói thực sự là đang nghi vấn giáo sư park cậu chất vấn tôi giáo sư park không thể tin được ông ta thực sự đã nhận được bằng thạc sĩ về nghiên cứu thậm chí luận văn của ông ta còn được trao giải thưởng không chỉ ở triều tiên thậm chí trên thế giới ông ta cũng là một chuyên gia có quyền uy nổi tiếng bây giờ một sinh viên lại đang chất vấn nghi ngờ ông ta. Nếu như ông không biết, tôi thật sự là đang chất vấn ông đấy. Lạc Tú châm chọc nói. Qua, cả hiện trường đều xôn xao. Cậu ta điên rồi sao? 70-80 người trong giảng đường lập tức sôi trào. Trời ơi, đây là lần đầu tiên có người dám chất vấn giáo sư bác trắng trợn như vậy đấy. Sinh viên mới này không muốn đi học nữa sao? Một loạt thanh âm tràn đầy kinh ngạc và khó có thể tưởng tượng vang lên hơn nữa một số lớp bên cạnh đang trong giờ học nghe thấy tiếng cãi vã nên cũng đang vây quanh ở đây giờ phút này hành lang và cửa ra vào đều chật kín người tất cả đều nhìn sinh viên mới này sao dám ngang nhiên chất vấn giáo sư bác chứ được rất tốt dám chất vấn một chuyên gia quyền uy như tôi sao cậu có biết sinh vật học là gì không cậu có biết hóa học là gì không tôi thấy ngay cả tế bào cơ bản nhất ngay cả bảng tuần hoàn nguyên tố cơ bản nhất cậu cũng không biết đâu vậy mà dám chất vấn ôi. Giáo sư Park cười to trước sự tức giận của Lạc Tú. Nhưng những lời này cũng cực kỳ châm chọc, chế giễu Lạc Tú có thể còn chưa học xong cấp 2. Nhưng Lạc Tú là ai? Nói thẳng ra, nếu Lạc Tú thực sự muốn bước vào thế giới khoa học, anh cũng đủ trở thành ông tổ của vị giáo sư này. Cho nên Lạc Tú cũng châm chọc nói. Chất vấn ông thì làm sao? Đây là lý thuyết quen của ông hả? Chứng minh sinh vật không thể sinh trưởng ngược. Ta nghĩ ông chỉ là ếch ngồi đáy giếng thôi. Ý của cậu là sinh vật có thể sinh trưởng ngược ư? Giáo sư Park hiển nhiên bắt được sơ hở trong lời nói của Lạc Tú, dự định lợi dụng điểm này để sỉ nhục Lạc Tú. Chỉ cần Lạc Tú dám nói đúng thì anh sẽ rơi vào bẫy của ông ta và chuyện hôm nay sẽ dễ dàng xử lý. Ông ta là chuyên gia trong lĩnh vực này, cũng là giáo sư trong lĩnh vực này, nếu hôm nay ông ta không thể dạy sinh viên này một bài học thì mặt mũi biết để ở đâu. Đúng một câu nói đơn giản của lạc tú đã hoàn toàn khiến toàn bộ khán phòng và mọi người bên ngoài choáng váng cậu ta nói gì thế có khi nào tức giận đến mức hồ đồ rồi không nên mới dám nói lời vô nghĩa như vậy dù sao nếu nói những thứ như sinh vật có phát triển ngược thì nhất định phải có lý thuyết nhưng người bình thường biết rằng đây thực sự chỉ là một điều phi lý ngay cả cô gái ở bên cạnh cũng kinh hãi có chút áy náy nhìn lạc tú vì giúp đỡ cô mà lạc tú đã hồ đồ đến mức dám nói ra những lời như vậy ha ha tốt lắm người trẻ tuổi cậu biết cậu đang nói cái gì không tôi tỉnh táo hơn ông nhiều tôi biết chính xác mình đang nói gì và tôi chịu trách nhiệm về những gì mình nói lạc tú không hề quan tâm đến những ánh mắt xung quanh đang nhìn anh như nhìn một kẻ ngốc được lắm cậu không chỉ chất vấn tôi còn dám chất vấn toàn bộ giới sinh vật học được nếu cậu dám nói chắc nịch như thế vậy cậu có thể chứng minh cho tôi thấy sinh vật có thể sinh trưởng ngược đi không chứng minh được thì lập tức rời khỏi đây lập tức đến sân thể dục xin lỗi tôi trước mặt toàn trường giáo sư park nghiêm khắc nói hôm nay ông ta quyết định phải lập uy cô gái ở một bên cạnh thấy chuyện trở nên lớn như vậy vừa muốn kéo lạc tú lại chủ động làm yên ổn mọi chuyện lại nghe thấy lạc tú nói được nếu tôi không chứng minh được ông muốn làm gì thì làm nhưng nếu tôi có thể chứng minh Ông phải xin lỗi cô gái này, sau này gặp tôi phải gọi một tiếng thầy." Lạc Tú nói một cách khinh bỉ. Chương 460, cả nước đang chờ cậu. Chứng minh rằng sinh vật có thể sinh trưởng ngược. Làm thế nào để chứng minh điều này? Không có cách nào để chứng minh điều này cả, bởi vì đây là chuyện không thực tế. Làm thế nào các sinh vật có thể sinh trưởng ngược chứ? Làm thế nào một ông già có thể trẻ lại được? Sinh viên mới này thật sự điên rồi. Rất nhiều người xì xào bàn tán, chờ xem trò cười của Lạc Tú. Thật là giật gân. Hơn nữa, nghe xong câu này, giáo sư Park đột nhiên cười lớn. "Đúng là nực cười, tôi sẽ cho cậu một cơ hội để viết luận văn của cậu. Tôi muốn xem làm thế nào cậu có thể chứng minh rằng các sinh vật có thể sinh trưởng ngược. Nếu như cậu có thể chứng minh, hôm nay tôi sẽ tự lăn ra ngoài." Giáo sư Park nhìn Lạc Tú như nhìn kẻ ngốc. "Điều này có thể được chứng minh ư?" hoàn toàn không thể dù sao thì điều này là trái với quy luật tự nhiên ông ta hoàn toàn không tin lạc tú có thể chứng minh sở dĩ lạc tú dám nói ra lời này nhất định là bởi vì trong lòng anh tức giận đến hồ đồ mà thôi thậm chí ông ta đã nghĩ ra được cách để hạ nhục sinh viên mới này trước mặt giáo viên và sinh viên toàn trường chứng minh các sinh vật có thể sinh trưởng ngược thật nực cười làm sao nhưng lạc tú thực sự đã bước lên bục giảng được rồi tôi muốn xem hôm nay cậu có gì để nói. Giáo sư Park khoanh tay, trên mặt lộ ra vẻ diễu cợt. Nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên là sau khi Lạc Tú bước lên bục giảng, anh không có ý định viết bất kỳ lý luận nào cả. Thay vào đó, anh đi thẳng đến một số hóa chất trong chai và lọ trên bàn. Sau đó trộn các loại thuốc khác nhau bằng một thao tác hết sức thuần thục. Sau đó trộn các loại thuốc khác nhau bằng một thao tác hết sức thuần thục. Tiếp trước ở tiên giới, anh đã tu luyện đan dược cho nên đương nhiên hiểu được một số chuyện người bình thường căn bản không hiểu cậu ta đang làm gì thế mọi người nghi hoặc nhìn lạc tú cậu có ý gì hả giáo sư park chế nhạo loại chuyện này muốn chứng minh thì phải đưa ra ví dụ thực tế chẳng lẽ phải đưa ra lý luận suông viết trên giấy như ông sao lạc tú lắc đầu nói cậu ta nói gì thế cậu ta muốn trực tiếp chứng minh ư trên mặt rất nhiều người lộ ra vẻ kinh hãi cái này làm sao có thể chứ? Nhưng Lạc Tú không ngừng pha chế hóa chất, trong vòng chưa đầy 3 phút, anh đã pha chế ra một lọ thuốc màu đỏ. Sau đó, Lạc Tú đi đến một chậu cây cảnh, đó là một cây trúc xanh. Cây trúc xanh có màu xanh ngọc lục bảo, có cành lá sum xuê. Lạc Tú cầm lọ thuốc màu đỏ lên, nhìn giáo sư Park, sau đó vừa cười khẩy vừa đổ lọ thuốc màu đỏ trong tay ra. Hy vọng ông đã nghĩ ra tư thế lăn ra ngoài. Khi Lạc Tú đổ lọ thuốc đỏ vào, cây trúc xanh bắt đầu rung chuyển dữ dội cành lá màu xanh không ngừng co rút lại cành cây cũng đang co rút lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người cây trúc xanh cuối cùng càng ngày càng nhỏ toàn bộ giảng đường yên tĩnh lại rất nhiều người xem một màn này đều há hốc mồm lộ ra vẻ cực kỳ khó có thể tin vì trúc xanh lại trở thành măng chỉ còn một chồi non lộ ra ngoài đất như thể nó mới được sinh ra cái này cái này sao có thể chứ Tôi không bị hoa mắt đúng không? Cái này, cái này tuyệt đối không thể nào, lúc này mọi người giống như gặp quỷ. Không, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Giáo sư Park chạy tới, cầm lấy cây cảnh ném xuống đất, một cây măng từ trong đất lăn ra. Phản khoa học, vi phạm thuyết tiến hóa và thuyết tế bào. Điều đó hoàn toàn không thể. Giáo sư Park lúc này có vẻ như phát điên. Ông ta đã dành cả cuộc đời mình để nghiên cứu sinh học và hóa học ngay cả một người bình thường cũng không thể tin được cảnh tượng trước mặt mình không có gì là không thể tôi chỉ có thể nói kiến thức của ông quá nông cạn thôi lạc tú ở một bên cười lạnh nói đương nhiên lạc tú cũng không có dùng hóa chất để tạo ra cảnh tượng trước mắt mà là tạm thời vận dụng thái hoàng kinh để tạo cảnh tượng này toàn bộ giảng đường đều im lặng lạc tú không chỉ đặt câu hỏi về cái gọi là quyền y và phá vỡ lẽ thường mà còn chứng minh điều đó bằng cách trực tiếp và rõ ràng này không thể nào đừng nói nhiều lập tức xin lỗi lạc tú lạnh lùng nhắc nhở giáo sư park lâm vào thế khó là một giáo sư đáng kính thế mà lại phải xin lỗi một sinh viên ư chuyện này mà lộ ra ngoài ông ta làm sao còn mặt mũi để dạy học trò nữa chứ bạn học hay là bỏ qua đi cô gái nhỏ có chút áy náy ở nước ngoài cô cũng xứng đáng được tôn trọng lạc tú nói rất rõ ràng anh sẽ không buông tha cuối cùng giáo sư park vẫn phải xin lỗi sau khi xin lỗi xong giáo sư park cay đắng nhìn lạc tú như thể ông ta muốn ăn thịt người ông ta thề rằng mình sẽ chỉnh đốn tên sinh viên mới này vừa đúng lúc chuông tan học vang lên giáo sư park lập tức rời đi mà không thèm cầm theo đống tài liệu chờ đã tôi cho ông đi sao lạc tú ngăn cản giáo sư park cậu đừng có quá đáng giáo sư park hung hăng nhìn lạc tú tôi quá đáng sao nhưng chính ông nói ông sẽ cút ra ngoài khóe miệng lạc tú lướt qua một tia cười khẩy hôm nay nếu cậu nhất quyết làm như vậy tôi đảm bảo môn nào cậu cũng không được điểm giáo sư park trực tiếp uy hiếp dù sao bọn họ cũng tới đây du học không ai không sợ hãi chuyện này ngay cả một số sinh viên bản địa ở triều tiên cũng sợ hãi giáo sư park không tin lạc tú không sợ thật không may ông ta đã sai hiện tại tôi chỉ muốn xem tư thế cút ra ngoài của ông thôi lạc tú lạnh lùng nói anh không đến để học và việc anh có thể lấy được tín chỉ hay không thực sự không quan trọng với anh cuối cùng giữa một trận ồn ào giáo sư park đã thực sự lăn ra ngoài còn cô gái kia thì ngượng ngùng cảm ơn lạc tú tôi có thể xin số điện thoại của cậu được không cô gái nhỏ đỏ mặt hỏi tôi không mang điện thoại di động lạc tú lắc đầu nhưng vừa mới nói xong lời này điện thoại di động của lạc tú vang lên là tô bửu điền gọi đến Lạc Tú có chút ngượng ngùng cúp điện thoại rồi rời đi. Sau khi Lạc Tú rời đi, trong giảng đường, ánh mắt của một nữ sinh đột nhiên sáng lên, nhìn về phía bóng lưng rời đi của Lạc Tú, trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ kích động. Chỉ là cô gái này có dung mạo trung bình, cao 1,6 mét, đánh một lớp phấn dày, nhưng biểu cảm lại tràn đầy kiêu ngạo, nhìn vào có cảm giác vô cùng khó chịu. Trên người cô ta còn mặc một số thương hiệu nổi tiếng quốc tế, vừa nhìn đã biết ra cảnh hết sức lẫy lừng những sinh viên khác đều có ý thức và chủ động tránh mặt cô gái này dường như không ai muốn cũng không ai dám lại gần cô ta bởi cô ta là đầu gấu của cả trường tống hiền châu cô con gái lớn nhà họ tống cũng là cơn ác mộng của rất nhiều nam sinh trong trường này kiếm người mua hoa đi tôi yêu anh ấy mất rồi tống hiền châu có chút kích động nói với một nữ sinh khác bên cạnh giọng nói của tống hiền châu cũng không có che giấu điều gì nhưng lời này vừa nói ra sắc mặt rất nhiều người đều thay đổi nhất thời có rất nhiều người nhìn về phía Lạc Tú, lộ ra vẻ thương hại và xem kịch vui. Bởi vì chỉ cần Tống Hiền Châu nhìn chúng nam sinh nào, thì kết cục của nam sinh đó đều rất thảm. Chưa bao giờ có ngoại lệ, dù sao nhà họ Tống ở Phù Sơn quá hùng mạnh, bám sát nhà họ Vinh, nếu nhà họ Vinh không còn thì nhà họ Tống xứng đáng là gia tộc số một ở Phù Sơn. Điều này cũng khiến Tống Hiền Châu trở thành một cô gái cực kỳ kiêu ngạo và vô lương tâm. Thứ cô ta muốn thì phải có được, không có được thì phá hủy. Lạc Tú không biết, bởi vì biểu hiện cao ngạo của anh vừa rồi lại gây ra nhiều rắc rối. Đúng lúc này, cuộc gọi của Tô Bửu Điền lại vang lên, sau khi Lạc Tú kết nối, Tô Bửu Điền lo lắng như kiến bò trên nồi lẩu thập cẩm. "Cậu Lạc, rốt cuộc thì khi nào cậu đến núi Thanh Thành thế? Hiện tại cả nước đang đợi cậu đấy." Hết chương 460.